Lời khai của hai nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở Quảng Nam vừa bị bắt. Vô cớ tấn công người rồi mua dao rạch áo nhằm đánh lạc hướng công an. Giải cứu nam thanh niên bị bắt trói đưa lên xe ô tô biển số nước ngoài. Lừa xin xe cho người vi phạm giao thông, tài xế ôm tiền bỏ chạy. Vợ tử vong, chồng bị thương nặng sau va chạm giao thông. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại Quảng Nam, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế mới đây cho biết đã bắt giữ được hai nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên sau hơn một ngày truy tìm. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng này cũng đã có lời khai ban đầu về vụ việc. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vẫn đang tiếp tục lấy lời khai hai nghi phạm cướp ngân hàng tại Quảng Nam là Trần Đông Lập, sinh năm 1990, ngụ tại Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, và Đặng Văn Được, sinh năm 1999, trú tại xã Phú Dương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các nghi phạm này bị Công an huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ vào trưa ngày 20 tháng 1 khi đang lẩn trốn tại xã Sơn Thủy, huyện A Lưới. Theo một số nguồn tin, sau khi bị bắt, hai nghi phạm cướp ngân hàng khai rằng chúng quen nhau trên mạng. Do nợ nần nên đã bàn nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài. Lúc đầu, cả hai lên kế hoạch sẽ chọn một ngân hàng ở Thừa Thiên Huế để thực hiện ý đồ của mình. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thông tin báo chí, mạng Internet, chúng nhận thấy trong thời gian qua, lực lượng công an đã triển khai nhiều cuộc diễn tập phòng chống cướp ngân hàng. An ninh trật tự ở địa phương này cũng luôn được đảm bảo. Chúng nhận thấy nếu thực hiện cướp ngân hàng tại Thừa Thiên Huế thì sẽ khó thoát, nên chuyển hướng đi địa bàn khác. Hai nghi phạm đã hẹn gặp nhau ở xã Sơn Thủy, A Lưới, sau đó cùng đi trên một chiếc xe máy theo đường Hồ Chí Minh vào Quảng Nam để thực hiện kế hoạch cướp ngân hàng. Trên đường đi, Được và Lập đã trộm một chiếc xe máy để mỗi người điều khiển một phương tiện nhằm dễ dàng thực hiện hành vi cướp và tẩu thoát như kế hoạch đã định. Vào lúc 10 giờ ngày 19 tháng 1, hai đối tượng đã xông vào một chi nhánh ngân hàng ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng để cướp tài sản. Khi nghe tiếng chuông báo động của ngân hàng vang lên, hai đối tượng hoảng sợ bỏ chạy. Trần Đông Lập và Đặng Văn Được mỗi người điều khiển một xe máy tẩu thoát với các hướng khác nhau. Trong đó, một đối tượng quay trở lại huyện A Lưới, đối tượng còn lại sau khi chạy thoát cũng về A Lưới tụ họp. Ngay khi nhận được thông tin của Công an tỉnh Quảng Nam, có hai đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng trên địa bàn tỉnh đang trên đường chạy trốn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp bắt giữ được hai nghi phạm này. Ghi nhận chiến công và thành tích xuất sắc đạt được, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu dương và khen thưởng cho Công an huyện A Lưới. Mới đây, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Quý Tâm, sinh năm 2003, trú tại bản Trường Khương, xã Trường Khương, để điều tra về việc liên quan đến vụ án tấn công nhiều người trên quốc lộ 4G. Theo thông tin ban đầu, vào đêm ngày 13 tháng 1, trên quốc lộ 4G thuộc địa phận xã Trường Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, xuất hiện hai đối tượng đèo nhau bằng xe máy. Người ngồi sau dùng kiếm tấn công chúng 7 người đi trên đường. Các nạn nhân chủ yếu bị thương nặng ở phần vai, mặt, đầu, phải vào bệnh viện cấp cứu điều trị. Nhận được thông tin, Công an huyện Sông Mã đã vào cuộc điều tra. Sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, vào chiều ngày 18 tháng 1, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Minh Quý Tâm. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Quý Tâm khai nhận đã cùng Hoàng Việt Hát, sinh năm 2008, trú tại bản Mường Hung, xã Mường Hung, gây ra vụ việc trên. Theo cơ quan công an, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, ngày 14 tháng 1, Nguyễn Minh Quý Tâm đã đi vào một cửa hàng tạp hóa ở bản Tiên Sơn, xã Trường Khương, mua một con dao rồi tự rạch áo. Sau đó Tâm mặc áo bị rách vào trên người. Tâm điều khiển xe đi đến đoạn cổng chào ranh giới giữa xã Trường Cang, xã Trường Khong, rồi đẩy xe nằm nghiêng xuống mương cạnh lề đường rồi bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, Tâm gọi điện thoại cho cơ quan công an trình báo sự việc bị người khác hành hung vào lưng. Tiếp đó, Tâm sử dụng tài khoản Facebook có tên là Tâm Milano và Khang sử dụng tài khoản Facebook có tên là Khang Nguyễn, đăng hình ảnh bản thân bị người khác chém nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, một nam thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị nhóm người hành hung giữa đường ở Bình Dương, sau đó trói tay khống chế đưa lên xe ô tô biển số nước ngoài. Người dân gần đó chứng kiến vụ việc đã nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an. Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Theo cơ quan công an, trước đó vào chiều ngày 18 tháng 1, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thuận An đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường DT743B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì nhận được tin báo của người dân về việc một người bị hành hung, khống chế đưa lên xe ô tô biển số nước ngoài chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Tổ tuần tra sau đó tiến hành truy đuổi. Khi đến trước một công ty ở phường An Phú, thành phố Thuận An, thì phát hiện xe ô tô 7 chỗ gắn biển số nước ngoài như miêu tả của người dân. Lúc này, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 5 thanh niên, trong đó có một người ngồi hàng ghế phía sau bị trói tay chân, miệng đang chảy máu. Sự việc sau đó được thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thuận An và Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để phối hợp xác minh xử lý. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đã trói tay chân đưa lên xe ô tô. Về nguyên nhân vụ việc, cơ quan công an vẫn chưa có thông tin cụ thể. Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ lừa đảo với thủ đoạn rất tinh vi. Đơn cử như mới đây, một tài xế xe ôm thấy cô gái trẻ bị cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm giao thông, tạm giữ xe máy, đã tiếp cận lừa lấy 1 triệu đồng với lời hứa xin xe giúp rồi bỏ chạy. Trước đó, trạm cảnh sát giao thông quốc lộ 13 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Dương đang tuần tra ở khu vực phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, thì phát hiện chị DTD, 22 tuổi, quê Nghệ An, điều khiển xe máy có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện chị D không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, nên tổ công tác đã lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện. Lúc này, tài xế xe ôm Nguyễn Đức Nhân, 36 tuổi, thường trú thành phố Hồ Chí Minh, thấy đến gặp chị D và yêu cầu đưa 1 triệu đồng để xin xe cho chị này. Chị D liền đưa cho Nhân số tiền mà đối tượng yêu cầu. Tổ công tác phát hiện Nhân lấy tiền của D nên đến kiểm tra, thì nam tài xế điều khiển xe bỏ chạy. Ngay sau đó, tổ tuần tra đã truy đuổi, bắt giữ đưa về trụ sở công an phường Mỹ Phước để làm rõ vụ việc. Làm việc với cơ quan công an, Nhân thừa nhận do hoàn cảnh khó khăn nên đã làm liều. Nhân xin trả lại tiền cho chị D. Nối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Vợ tử vong, chồng bị thương nặng sau va chạm giao thông. Ngày 20 tháng 1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người thiệt mạng và một người bị thương, hiện đang được đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 88C03369 do anh VVN ở Vĩnh Phúc điều khiển, di chuyển trên đường tỉnh 315 theo hướng huyện Tam Nông đi huyện Thanh Sơn. Khi đến khu vực dốc đỏ, đoạn qua xã Hương Nộn đã xảy ra va chạm với xe ô tô con mang biển kiểm soát 29A2980X do anh TQT sinh năm 1982 điều khiển, chở theo vợ là HTT sinh năm 1988. Cả hai ở khu 15 xã Lâm Sơn, huyện Tam Nông, di chuyển theo hướng ngược lại. Hậu quả cú va chạm khiến ô tô con biến dạng, chị HTT tử vong tại chỗ, anh TQT bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Khoảng 11 giờ ngày 20 tháng 1, một nam tài xế điều khiển xe ô tô 16 chỗ chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng, hướng đường Nguyễn Xiển đi đường Lê Văn Việt. Chỉ còn cách đường Lê Văn Việt khoảng 300 mét thì tài xế phát hiện xe ô tô có dấu hiệu bất thường nên cho tấp vào lề đường kiểm tra. Lúc này xe ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, nam tài xế kịp thời thoát nạn. Phát hiện vụ việc, người dân khu vực hỗ trợ tài xế dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa bốc cao, cháy lan lên đường dây điện xung quanh, khu vực cũng bị mất điện. Khói và sức nóng từ vụ cháy tỏa ra nghi ngút. Vụ cháy làm giao thông trên đường Nguyễn Văn Tăng ùn tắc cục bộ. Vừa qua, tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ hỏa hoạn ở nhà xưởng của công ty sản xuất nệm mút KC. Ngọn lửa bao trùm nhà xưởng, lực lượng chức năng phải điều động khoảng 10 phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy. Theo ghi nhận, đám cháy lớn bao trùm nhà xưởng, cột khói bốc cao, đứng cách xa vẫn nhìn thấy. Lửa đã thiêu rụi mái nhà xưởng và nhiều nguyên vật liệu. Đến 14 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn vụ hỏa hoạn. Tại hiện trường đám cháy, nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp càng khiến ngọn lửa bốc cháy dữ dội và lan rộng. Ngày 20 tháng 1, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang cho biết, lực lượng công an, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện vừa đến khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ chốt bảo vệ rừng tại xã Ba, huyện Đông Giang bị phóng hỏa. Đây là chốt bảo vệ rừng được làm lắp ghép với kết cấu bằng tôn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 19 tháng 1, khi lực lượng bảo vệ rừng tại chốt bảo vệ rừng thôn Đờ Ha Mi, xã Ba đi tuần tra, thì có kẻ xấu đã lợi dụng phóng hỏa chốt. Toàn bộ tài sản bên trong chốt, trong đó có xe máy bị thiêu rụi. Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang nhận định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên có thể là do những ngày qua, lực lượng bảo vệ rừng bắt xe chở gỗ lậu
nên các đối tượng đã phóng hỏa chốt để trả thù. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, mới đây Liên đoàn Lao động Hà Nội vừa thông tin về tình hình lương thưởng Tết năm 2024 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, tiền lương bình quân của người lao động tại Hà Nội năm 2023 vẫn giữ mức như năm 2022. Trong khi đó, tiền thưởng Tết năm 2024 lại bị giảm đáng kể so với năm 2023. Đặc biệt, mức giảm sâu nhất thuộc các ngành nghề như dệt may, da giày, điện tử. Với mức lương trung bình của người lao động năm 2023, thống kê của Liên đoàn Lao động Hà Nội cho thấy bằng với năm 2022 hoặc tăng không đáng kể tùy loại hình doanh nghiệp. Trong khi đó, chỉ các doanh nghiệp thuộc công ty có cổ phần góp vốn chi phối của nhà nước tăng 0,72% so với năm 2022, tương ứng tăng từ 6,95 triệu đồng lên 7 triệu đồng. Tuy nhiên, mức tiền lương cao nhất ở khu vực này giảm mạnh từ 70 triệu đồng còn 29,8 triệu đồng. Riêng mức tiền lương thấp nhất giữ nguyên với 5,1 triệu đồng. Đối với các loại hình doanh nghiệp còn lại đều bằng năm 2022, cụ thể khối doanh nghiệp dân doanh tiền lương bình quân đạt 6,8 triệu đồng một người một tháng. Mức lương cao nhất 125 triệu đồng một người một tháng, giảm so với mức 180 triệu đồng của năm 2023. Mức lương thấp nhất 4,68 triệu đồng. Khối doanh nghiệp FDI, tiền lương bình quân đạt 7,4 triệu đồng. Mức cao nhất và thấp nhất bằng năm 2022, lần lượt đạt 70 triệu đồng và 4,68 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân cũng đạt 7 triệu đồng. Mức tiền lương cao nhất so với năm ngoái giảm nhẹ, còn 25 triệu đồng. Năm 2022 đạt 34 triệu đồng. Tiền lương thấp nhất ở khu vực này giữ ở mức 5,1 triệu đồng. Theo Liên đoàn Lao động Hà Nội, điều này cho thấy do khủng hoảng kinh tế dẫn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn kinh phí chi trả lương cho người lao động. Do đó, thu nhập hiện nay vẫn chưa đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động. Nguyên nhân vì giá cả hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ xã hội tăng cao. Về tiền thưởng Tết năm 2024, mức thưởng trung bình của người lao động ở các loại hình doanh nghiệp đều giảm so với năm 2023. Trong đó, riêng thưởng Tết dương lịch năm 2023 giảm từ 16,67% đến 32,31% so với Tết năm 2022. Thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cũng giảm từ 1,41% đến 2,44% so với Tết Quý Mão năm 2023. Mức giảm sâu nhất thuộc các ngành nghề như dệt may, da giày, điện tử, chế biến gỗ. Nguyên nhân là do nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc không có đơn hàng trong những tháng cuối năm, phải cắt giảm giờ làm, giảm nhân công. Tình hình sản xuất kinh doanh ở một số doanh nghiệp trên địa bàn khó khăn dẫn đến việc làm và thu nhập của người lao động tiếp tục có chiều hướng giảm. Sau ồn ào từ thiện năm 2021, Hoài Linh ở ẩn, vắng bóng khỏi làng giải trí một thời gian. Đến đầu năm 2022, nam nghệ sĩ bắt đầu hoạt động trở lại nhưng khá lặng lẽ và vấp phải một số ý kiến tranh cãi của dư luận. Mặc dù vậy, Hoài Linh vẫn nhận được sự ủng hộ, động viên tinh thần từ nhiều đồng nghiệp thân thiết. Hoài Linh sinh năm 1969, nổi tiếng tại hải ngoại vào thập niên 1990 khi đóng hài cùng nghệ sĩ Vân Sơn. Đầu thập niên 2000, Hoài Linh về nước sống và làm việc. Anh nhanh chóng xây dựng được vị thế, trở thành ngôi sao đình đám của làng giải trí trong nước. Tuy nhiên, sau ồn ào từ thiện năm 2021, Hoài Linh không tham gia game show hay các chương trình truyền hình. Anh cũng hạn chế xuất hiện trong các sự kiện giải trí, ít chia sẻ trên mạng xã hội. Trong một dịp hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông hồi tháng 6 năm 2023, danh hài chia sẻ: "Trước đây có một khoảng thời gian tôi tham gia nhiều game show, nhưng sau đó phải ngừng. Ở tuổi này tôi thích được là diễn viên của sân khấu. Ngày xưa đóng hài còn giờ thích đóng kịch." Không những thế, Hoài Linh từng rất chăm chỉ tương tác với người hâm mộ qua các mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube. Nhưng hiện tại anh không còn cập nhật bất kỳ thông tin gì trên các nền tảng của mình. Điều này khiến khán giả càng thêm tò mò về cuộc sống hiện tại của danh hài đình đám. Được biết, thời gian qua, Hoài Linh tập trung nhiều thời gian cho các vai diễn trên sân khấu. Anh vẫn đi các show ở trong và ngoài nước nhưng không chia sẻ rộng rãi. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn theo học lớp bồi dưỡng nghề đạo diễn sân khấu do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu giảng dạy tại Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Hoài Linh, anh đăng ký học đạo diễn không phải để làm đạo diễn mà muốn bổ khuyết những gì mình còn thiếu. Nếu có duyên, danh hài mong dựng những vở nhỏ nhỏ cho chính mình hoặc các đồng nghiệp trẻ như một cách tìm niềm vui trong cuộc sống. Thời gian gần đây, Hoài Linh dần lộ diện nhiều hơn trước công chúng. Vào tháng 9 năm 2023, anh cùng gần 200 nghệ sĩ làm lễ cúng giỗ tổ ngành sân khấu. Nam nghệ sĩ còn hội ngộ con nuôi Hoài Lâm sau nhiều năm cả hai không xuất hiện chung. So với trước kia, Hoài Linh trông có phần gầy hơn và lộ rõ dấu hiệu tuổi tác.
Về tình hình sức khỏe ở tuổi xế chiều, anh từng tâm sự, khỏe thì cũng không khỏe, mà mệt thì cũng không mệt, cứ giờ giờ ương ương vậy vì càng lớn tuổi rồi. Trải qua nhiều thăng trầm, Hoài Linh chọn cuộc sống bình yên, đơn giản. Danh hài thích làm vườn, tìm niềm vui ở công việc nhà nông. Trong những bức ảnh được Dương Triệu Vũ, em trai Hoài Linh chia sẻ, nam nghệ sĩ thường ăn mặc giản dị, đi dép xà ngón, tập trung tưới rau cắt cỏ ngoài vườn. Hoài Linh cũng đang theo học lớp đạo diễn sân khấu do nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu phụ trách để trau dồi thêm về chuyên môn dàn dựng tiểu phẩm cũng như diễn xuất. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.